Vâng, mình chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình giới thiệu với cả nhà cái cây tím sen Campuchia ha. Có người gọi nó là hồng cánh sen. Rồi mình hình như là mình nghe là có người gọi là mỹ tím nữa. Bởi vì cái lá của nó cũng tựa tựa như lá mỹ cam vậy đó. Thì hiện tại mình bán cái combo cặp như thế này thì 350.000 cặp nha cả nhà, mình bao phí vận chuyển luôn á. Cây đợt này nó khá đẹp á, một cốt không à. Đây là mỹ cam. Mỹ cam thì cỡ cây như thế này là 55.000 một cây như thế này. Chưa kể phí vận chuyển ha. Mọi người mua từ 20 cây trở lên thì mình sẽ bao phí. Còn dưới 20 cây thì mọi người chịu phí giùm mình ha. Đấy, cây nó cũng một cốt khá là đẹp. Mọi người có nhu cầu đặt về cái hai loại cây giống này á thì có thể gọi cho mình qua số điện thoại là 0917 072 138 nha. Chào, mình chào cả nhà nha.